máy này có thể băm được rất là nhiều loại nguyên liệu, ví dụ như là chuối. Rau bèo, chọc mùng, rau muống. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc, thiết bị cho bà con.